Thì cái này là cái ombre này, cái này là màu đỏ có trái cherry, cái này là hình mặt trăng nè. Vì thấy thích cái hình này nhất không á? Cái này nhìn trên hình thì nó đẹp nhưng mà ra ngoài nó hơi xấu, cái màu của nó xấu lắm. Những cái này nhìn trên hình nó đẹp lắm mà ra ngoài nhìn nó không có đẹp bằng. Cái này Vi cũng khá là thích nè. Trái tim, trái tim. Xin chào cả các bạn, mình là Vi và chào mừng các bạn đến với Vi Story. Hôm nay Vi sẽ đem đến một video trải nghiệm cái sản phẩm mới. Sản phẩm ngày hôm nay mình sử dụng đó chính là móng tay giả. Nó được bán rất là nhiều trên Shopee luôn. Vi mua ở đây tổng cộng là 6 bộ. Trên Shopee cái sản phẩm này lúc nào nó cũng nằm trong top những cái sản phẩm mà được bán ra nhiều nhất á. Mà giá của nó cũng khá là rẻ so với mình đi làm móng ở ngoài nữa. Vi không phải là một người hay đi làm móng ở ngoài, nhưng mà theo như Vi biết á, là giá một bộ móng ở ngoài á, nó cũng đâu đó khoảng một lần mình làm ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn. Nhưng mà cái sản phẩm này tất cả những cái kiểu mà Vi mua ở đây á, dao động từ khoảng 25 đến 35 ngàn thôi. Giá rất là phải chăng đúng không? Và nếu như mà cái sản phẩm này nó có tác dụng thì mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền để đi ra tiệm làm nail. Đối với Vi là một đứa không có bao giờ đi ra tiệm làm nail hết, bởi vì Vi là một người rất là hay đàn guitar, cho nên là móng tay của mình lúc nào cũng cắt ngắn hết, tại vì để dài á là bấm nốt nó sẽ không có ăn, cho nên là không bao giờ Vi đi ra tiệm làm nail, cũng không có cắt da, không có gì hết luôn. Thì kỳ trước á Vi có sử dụng cái sản phẩm móng tay giả luôn, nhưng mà nó là cái loại sticker dán á, cái loại đó Vi thấy cũng khá là tốt, giá chỉ có khoảng 2-4 ngàn thôi, rất là rẻ luôn. Nhưng mà bù lại á, cái sản phẩm đó bạn sẽ không có để được lâu. Thường là Vi để nếu mà có tiếp xúc nước, ví dụ như mình rửa chén giặt đồ là để chừng khoảng được một ngày thôi là vô nước nó sẽ trôi ra hết. Với lại cái sản phẩm đó nó sẽ không có nối móng được cho mình, mà nó sẽ dán theo cái phao móng có sẵn của mình, thì nó cũng hơi hạn chế một chút xíu. Cái sản phẩm này được giới thiệu kiểu như là mình đi đắp móng ấy, đắp móng bột hay đắp móng gel gì đó, nó giống như vậy, nó sẽ dán nguyên cái móng này lên luôn. Mà giá chỉ có 2-3 ngàn thì Vi thấy khá là ok. Mà thôi, không dài dòng liên thuyên nữa, thì mình cùng bắt đầu sử dụng sản phẩm nha. Vi mua ở đây 6 mẫu. Thì cái này là cái ombre nè, cái này là màu đỏ có trái cherry, cái này là hình mặt trăng nè. Vi thấy thích cái hình này nhất không á? Cái này nhìn trên hình thì nó đẹp nhưng mà ra ngoài nó hơi xấu, cái màu của nó xấu lắm. Những cái này á, nhìn trên hình nó đẹp lắm mà ra ngoài nhìn nó không có đẹp bằng. Cái này Vi cũng khá là thích nè. Trái tim, trái tim. Không biết thử cái nào đây ta. Chắc là Vi sẽ thử cái ombre này nha. Khá là bánh bèo. Dạ, mình dẹp hết mấy cái này. Cái sản phẩm này khi mà người ta giao cho mình á, wow, Vi tưởng là nó chỉ có nhiều đèn ở trên đây thôi, nhưng mà ở dưới đây có khá là nhiều móng luôn nè. Ui, cái trái keo. Ui, cái keo này nghe, cái keo này nghe mùi giống như keo 502 á mọi người. Như keo dán sắt vậy trời. Cảm thấy hơi hoang mang lo lắng rồi. Ở trong đây có khá là nhiều móng luôn. Ui, nhưng mà Vi thấy điểm chung của các cái móng này hình như là nó khá là to so với tay của mình đó nha. Coi nè, cái móng này chắc hả? Cái móng này chắc là cái móng chân luôn ý. Cái móng này chắc móng chân luôn á. Úp lên cái ngón tay của Vi nè, coi nè. Trời ơi, nó bụi chà bá luôn. Sao cảm thấy hoang mang lo lắng với cái sản phẩm này ghê. Ở đây á, thì Vi đã lựa một số cái móng mà nó có thể vừa với cái tay của mình. Vi để riêng, đầu tiên là móng cái. Theo như hướng dẫn, người ta sẽ bắt mình mài cái móng của mình đi nữa cơ. Mà Vi không thích, tìm xong mình cũng chắc chỉ dán một ngày thôi. Mình xem, tra keo. Trời, cái mùi của cái keo này như keo miếng sắt đó mọi người ạ. Nha, mình đẹp móng rồi nè. Nhìn gần thì thấy nó hơi giả trân á. Mà nhìn xa thì chắc cũng không thấy nổi. Nhưng mà keo nó dính tùm lum mọi người ơi. Trời ơi, keo nó chảy ra tay hết trơn rồi nè. Ghê lắm luôn ý. Wow, móng này có vẻ thành công nè. Hôm nay có vẻ thành công. Tiếp theo là ngón giữa. Nhận đầu tiên là Vi thấy keo nó khá là chắc á, nhưng mà mình không biết là khi mà bao lâu thì nó sẽ bung, tại vì vô nước á thì nó có khả năng là nó sẽ dễ bung hơn á. Mà biết cái này tiện thì dễ xài chứ. Sắp xong một bàn tay rồi nè. Ừ.
Wow. Cảm nhận của mình là khá là đẹp chứ hả? Nhìn từ xa đẹp lắm mà nhanh nữa cơ. Chắc chưa tới 2 phút đâu hả? Là xong rồi. Wow. Ôi, cảm giác để móng tay dài thiệt là kiểu không quen ấy. Kiểu không quen ấy. Ok, Vi sẽ hoàn thành nốt cái tay bên này rồi sẽ quay lại để cho cái review cuối cùng nha. A few moments later. Vi đã xong bàn tay còn lại và quay trở lại rồi nè. Nhưng mà qua bài thứ hai này Vi đã rút được cái kinh nghiệm á, khi mà mình đổ cái keo lên cái phần gốc á, cái phần gốc của cái móng tay, cái phần mở ốp vào cái chỗ này nè, thì mình đổ một ít thôi, sau đó mình vũ bớt cái keo đó ra để khi mà mình ốp cái móng này lên cái móng thật của mình á, nó sẽ trải đều một cái lớp keo mỏng thôi và nó sẽ không có tràn lan keo ra như cái bàn đầu mà Vi làm. Vi không biết á, Vi úp lên luôn rồi nó trải keo tè le ra, bây giờ tay của mình keo không là keo, không biết cái keo này bao nhiêu lâu thì nó sẽ ra nữa, mà nghe mùi nó giống keo 502 nhưng mà cái độ dính thì nó không bằng. Hy vọng là tắm mấy hôm nó sẽ ra được. Đối với cái bộ móng này nếu mà nhìn xa các bạn sẽ thấy nhìn cũng được. Ê, nhìn xa thì cũng ok nhưng mà zoom lại gần sẽ thấy cái độ giả trân của nó liền, nhất là cái phần gốc này nè, cái phần tiếp giáp giữa cái chân móng của mình đó, nhìn sẽ thấy nó giả trân liền. Nhưng mà với hai mấy nghìn ba mấy nghìn thì Vi cũng không đòi hỏi gì lắm. Cái cảm giác mà một đứa lúc nào cũng để móng tay ngắn xong giờ móng tay dài thấy nó không quen thì sao á, touch ID cũng không quen nè, xong gõ điện thoại có hay chung cái móng bập. Dạ, tóm lại là nếu như cái sản phẩm này á thì sẽ phù hợp cho những cái người mà không có yêu cầu quá cao về cái bộ nail của mình, nhìn được để đi tiệc hay là gì đó trong vòng một ngày thôi. Tại vì Vi nghĩ á, cái móng này á, nó sẽ không có chắc, nó sẽ dễ bị rớt ra, Vi nghĩ vậy á. Nhưng mà đó, hiện tại thì Vi vuốt tóc nè thì thấy nó cũng được, cái độ keo của nó thì Vi cũng thấy nó chắc, cũng dính á. Nè Vi gãi nè cũng không thấy nó xúc. Nhưng mà nếu như những cái hoạt động ví dụ như là mình rửa chén hay là giặt đồ hay là những cái hoạt động mạnh hơn thì Vi nghĩ là nó sẽ xuất ra nha. Và một điều mà Vi lo lắng nữa là đối với cái keo mà giống như keo 502 này nè, khi mà nó rớt cái móng ra rồi á thì cái móng của mình nó sẽ rất là gồ ghề keo, thì không biết là cái keo đó chùi bằng cái gì ra ta. Ê, hình như tới đây là thấy hơi chơi ngu rồi đó, thôi kệ nhưng mà nhìn nó cũng được. Còn lại 5 hộp, không biết khi nào mình xài hết 5 cái hộp đó nữa. Dạ, nếu như các bạn thấy video này vui và bổ ích thì các bạn hãy nhấn like, nhấn subscribe, có thể thì nhấn cái chuông ở bên cạnh để mỗi khi mà ra video mới thì các bạn sẽ là những người xem đầu tiên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.